Xin chào bà cô bác anh chị em và các bạn ha. Thì tình hình vô bãi cũ chỗ này nữa. Mà hôm nay là trường không có câu cần máy nữa, trường câu cần tay, trường câu cá cha, câu phao thử coi hôm nay có dính không. Chứ chứ hổm gài thì hổm gài là trường câu cần máy á, vô cá này kia nó ghẻ nó ăn không à. Hôm nay trường câu cần tay thử, hy vọng là dính cá cha, dính cá này kia. Đó, đây ngay chỗ cái lỗ lục bình này đây, đang ụt luôn. Rồi cả nhà xem video mà nhớ bấm like, đăng ký, ấn chuông để theo dõi những video tiếp theo của trường ha. Trường giúp cho cả nhà có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Đó, chỗ này đây nha. Rồi giờ trường để trường thả phao xuống, thả câu xuống nhìn câu thử coi. Ê, nó phao luôn cả. Ôi ôi, ăn dữ thiệt. Mới lôi, mới lôi. Lầm, trời trời trời. Quận rồi đó rồi thấy không? Nhân cho đầu voi đó đó. Lắm, ê, ê, gì lắm mự cái chưa? Gì lắm mự cái cha ơi, gì lắm mự ơi, bự lắm. Ơ trời cái con. Ơ ơ, gì lắm mự cái cha ơi. Ôi, trời ơi trời ơi. Nó tiêu luôn rồi. Con trời. Ê con rút rút. Con. Con. Nè, ơ cá chê. Chê khủng. Ê chê khủng. Ê từ 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 từ. Cầm cầm máy bay chú ơi, cầm máy bay đi. Cầm máy bay phim đi. Ê. Ừ. Ca. Ê vô dưới nghe. Trời ơi, đà dữ lắm, cá chê khủng rồi mọi người ơi. Trời. Cá nhạc thấy không? Nè, ê, từ từ, dịu đây, lôi luôn nè. Dính nhà mày luôn rồi. Lên nè, lên. Vô trời. Trời ơi. Ê trời. Dữ lắm cả nhà ơi. Trời ơi. Cái này á. Ôi trời ơi. Hết hồn thì trời. Ôi trời, nó lôi khủng khiếp ha. Ôi. Rung hết trơn luôn rồi. Đó nè. Không nhờ cái bọc này là rớt luôn rồi. Đó. Ôi trời ơi. Khủng khiếp này coi nè. Hả? Nó lôi hết sức luôn ha. Ôi trời. Dữ lắm con cá chê này rồi. Hết sức mừng luôn ông nội ơi. Hả? Thì mình tính cá cha không à, mà không ngờ là cá nhà. Trời ơi, con cá này có 1 kg mấy luôn hả mày? Ký mấy luôn á. Trời, mới vô con đầu tiên dính thi quái luôn rồi nè. Ừ, quá mừng rồi. Nó coi nè, con này 1 kg mấy là xiền luôn á. Quá đã. Rồi. Tình hình là kéo trường kéo con cá mà trường mệt luôn á cả nhà. Trường sợ nó vụt á. Còn cá đâu cũng cỡ hơn ký á. Nó cá chê nó như cái chi lai hả mày? Chi lai. Trời ơi, là nó quậy quá trời quậy luôn. Trường tính nó cá cha không luôn á mà dở lên thêm cá chê. Thôi giờ trường tiếp tục nè, hy vọng là trường kiếm cái gì bự bự gì nữa nè. Trời, cái đó là nó lâu dính luôn, nó đâu cần giật đâu. Ê kìa, nó kìa, lôi kìa. Lụm. Trời ơi. Ê, ăn cái gì đó, mình lôi ra ngoài đó. Nó ăn đó ghẻ đó. Ừ. Dứt. Nhìn dưới này, dưới này. Ồ, cái con bự phải không? Nó không con mời thấy không? Đây. Nó đưa nhỏ lấy cần nó thả dính con mời cả nhà ơi. Nó đây là, ở đây là trường nó gọi con mời con khủng gì không nè. Nó quá đã luôn. Đó. Đó, chỗ này câu lý tưởng lắm cả nhà ơi, để nó ăn nữa kìa, vừa nói nó ăn rồi kìa, ghẻ kìa.
chiếc luôn, lúc hao luôn, ừ lúc hao luôn, lúc hao luôn. Để vô rồi, rồi, nhả rồi. Dây ngắn quá nó nhả rồi. Ê con, lụm, lụm rồi. Gì vậy? Trời, trời cái con không nội ơi. Có dính là được rồi. Đây, lên cái gô ngang. Rồi, nó ghé lúc hao luôn kìa, nó lụm, bự rồi, bự rồi, bự. Ủa, mày dính bự. Lên mày dính bự. Đó. Ngon lành, ngon lành. Chỗ này im quá, im quá. Đây, lên mày dính nữa cả nhà ơi. Bây giờ tao làm lại bộ dây này. Ê, lo, lo, dính này, cá bự kìa. Ủa, cá gô, rồi. Gô bự ha. Gô, gô hoàng con đó đó. Ừ. Ghé rồi, ghé rồi. Nó, ghé, ghé rồi. Lúc hao luôn coi. Tới đó dướng gì lại á. Hết cục mồi luôn. Ê tính ra đây nó ghé mà nó chịu ăn chứ nó không có ghé mà nó ghé như mà mình ha. Ghé nó này nó ghé lâu luôn. Dính này. Ê từ từ từ. Bự bự rồi, bự rồi. Rồi. Gì vậy? Từ từ thôi, còn không? Chuyện dướng gốc đó. Hả? Coi còn cá không được, từ từ từ. Trời cá bự không nội ơi. Tình hình này tao thấy quýnh quán cho rồi. Nó còn đó, đó, đó. Chưa mới lặt phao à, chưa. Sẽ xây cừng cho nó, ừ cho nó nhẹ nhẹ chút, ừ. Giờ mưa quá trời luôn á. Rồi không có quay được rồi vậy. Ê, lúc hao coi giật. Rồi, dính cá gô nó không nổi ơi. Lượm cá gô nữa cả nhà ơi. Nó. Lượm cá gô nữa nghe. Cá ở đây cá gô không mà nó ăn gì đâu mà câu cái đột. Lượm nữa. Lên cá gô nữa cả nhà ơi. Đây. Rồi cá gô ủ mềm luôn ha, trắng tươi ha. Rồi, tiếp tục mình thả nữa, mình kiếm cái chơi với cá cha. Ờ, nó ụt rồi kìa. Tình hình là bây giờ trường không có dơm gần phao gì hết trơn trường đấy. Để xa gì đó cá nó lôi trường giật lên luôn à. Không dính đâu, chưa dính đâu, dính là nó lôi dữ rồi. Tự. Tự luôn đó. Nửa ký lô. Câu phao này thả thấy dòng nước này thì ngon lành luôn. Còn gì nó bự bự coi. Để gác. Dính này, bự rồi. Ủa, mày dính bự. Mày dính khủng. Lên cá này cả nhà ơi. Đó, nay trường lên mày dính nữa nghe. Hôm nay trường mục đích là đi câu cá cha đó. Mà nó gì dính cá chê, mà dính cá gô gì đó không hả? Nè, nó mày dính cũng bự. Rồi, ừ hên. Lúc phao gì mà không dính kỳ vậy? Lúc phao luôn mà không dính. Hả? Đang dĩa. Hả? Giật. Đâu cái gô đó không nổi ơi. Ê cái gô này cũng bự nghe. Bự bằng cái gô nãy nghe. Đó. Ngon ngon lành ngon lành. Đó. Nãy giờ nó cũng lên được mấy cái gô rồi đó. Còn trường đây trường đợi hoài mà chưa thấy con cá cha nào nó ăn nữa nè. Nó cá cha nó lên đó em ơi, thấy không đá vậy
Trời ơi, cá nó lên thấy ghê chưa kìa. Vậy không đó. Rồi cả nhà ơi, sau một cơn mưa thì cá nó lại ghẻ ít hết ăn rồi. Mà bây giờ chuẩn bị ở trên là chuyển đen thui lùi nữa rồi kìa. Nó tình hình này chắc là trường rút quá. Để mai mốt coi trường vô câu nữa. Câu tay này trường bộ thấy câu bộ im hơn nè. Đó rồi, để trường quay thành quả cho cả nhà xem nè. Đó rồi. Xét cái bổ mọc, ừ. Dữ lắm mấy sâu cá này rồi. Đây, thành quả ngày hôm nay nha cả nhà. Cá rô đây toàn là cá rô bự bự, cá rô mề bự bự gì không nè. Đó chứ con thủy quái hôm nay trường mới vô là trường dính nó đầu tiên luôn á. Đó, cũng ghê hồn chưa. Đó, kiểu này mình đi câu tay thấy im hơn nha. Rồi vậy thôi trường dừng đây ha. Rồi cả nhà xem video này nhớ bấm like, đăng ký, ấn chuông để ủng hộ ba trường ha. Trường chúc cho cả nhà có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha.